Chào các bạn, tôi là Châu Việt Sơn. Chào mừng các bạn đã đến với series Element Fitness. Hôm nay hãy cùng tôi và Element đến với 4 bài tập để xây dựng sức mạnh. Buổi tập của chúng ta sẽ gồm có 4 động tác. Thứ nhất, kéo xà. Thứ hai, dip trên xà kép. Thứ ba, piston squat. Và cuối cùng, thứ tư, leg raise. Bài số 1, kéo xà. Hai tay nắm lên thanh xà đơn, khoảng cách rộng bằng vai. Ưỡn ngực, kéo hai vai về phía sau, siết chặt cơ bụng, dùng xô và lưng kéo lên. Khi kéo xà lên, bạn thở ra và xuống, và hít vào. Thực hiện từ 8 tới 10 cái trong một hiệp và lặp lại 5 lần. Bài số 2, dip trên xà kép. Bạn chọn cho mình một xà kép có chiều cao trung bình từ 1m2 tới 1m4. Hai tay nắm lên hai cây xà, đẩy hết vai, siết chặt cơ bụng. Để bắt đầu động tác, bạn sẽ co hai khuỷu tay và đưa về phía eo. Bạn xuống ở cái mức vai và khuỷu tay vuông góc với nhau. Sau đó bạn đẩy lên. Thực hiện động tác từ 8 tới 10 lần, lặp lại 5 hiệp. Bài số 3, piston squat. Đây là một biến thể khó hơn của bài squat thông thường. Điểm khác biệt duy nhất là bạn đứng lên và ngồi xuống chỉ với một chân. Đây là động tác đòi hỏi bạn phải giữ thăng bằng trên một chân của mình khi squat. Để bắt đầu động tác, bạn đứng trên một chân, chân còn lại duỗi thẳng. Sau đó ngồi xuống, thở đều ra, siết chặt cơ bụng, giữ lưng thẳng và đứng lên, đồng thời thở đều. Thực hiện mỗi chân 8 cái và lặp lại trong 5 lần. Bài số 4, knee raise. Hai tay nắm xà như khi thực hiện động tác kéo xà. Nâng vai, ưỡn ngực, siết chặt cơ bụng. Dùng cơ bụng để kéo hai đầu gối về phía ngực. Sau đó hạ gối và thở đều ra. Thực hiện từ 8 tới 10 cái và lặp lại trong 5 lần. Đối với những bạn muốn thử thách hơn, có thể thực hiện động tác leg raise bằng cách duỗi thẳng hai chân và dùng cơ bụng kéo hai chân sao cho bàn chân chạm xà, xuống thở đều ra. Thực hiện 8 tới 10 cái, lặp lại trong 5 lần.